Xác minh việc ban tổ chức concert Blackpink ủng hộ đường lưỡi bỏ gây bức xúc, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc. Xác minh thông tin công ty iEntertainment, đơn vị tổ chức concert Blackpink có động thái chia sẻ đường lưỡi bò khiến nhiều người bức xúc. Trước thông tin ban tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội ủng hộ đường lưỡi bò, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc, xác minh. Ngày 5 tháng 7, theo Thông tấn xã Việt Nam, tránh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết đã nắm được thông tin và Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi tới đơn vị cấp phép cho chương trình là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để xác minh. Theo nguồn tin trên, iEntertainment là một đơn vị chuyên tổ chức nghệ thuật biểu diễn và sự kiện với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc và Australia, từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ K-pop cũng như quốc tế. Tối 4 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện thông tin website chính thức của iEntertainment có đăng bản đồ đường lưỡi bò ngay tại trang chủ. Trên fanpage của i Việt Nam, đường link dẫn đến website này cũng được gắn trong phần giới thiệu. Ngay sau đó, nhiều người tỏ ra phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay bon ping của tour Hà Nội. Các bài đăng fanpage i Việt Nam nhận nhiều icon phẫn nộ. Website của công ty iEntertainment đã thông báo đang tạm đóng cửa. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn lan truyền rầm rộ và khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ. Không ít khán giả cho biết sẽ không mua vé Blackpink như dự kiến để bày tỏ sự phản đối với đơn vị tổ chức. Ông Lê Thanh Liêm cho biết do địa chỉ website ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập được nên Thanh tra Bộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm hướng xử lý.